Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với vlog ngày hôm nay làm sen nước của anh em chúng mình. Đây rồi, anh em chào các bạn đó nè. Rồi, chào đây, đó đó đó, quậy quậy là giỏi, quậy là giỏi. Quá đùa đấy. Một mét rưỡi chơi đùa với cái phao mọi người, đó đó, nó chơi đùa. Bye bye mọi người. Đây là cả anh em chơi đùa với nhau thôi mọi người. Chỉ là chơi đùa thôi, tất cả chỉ là chơi đùa thôi. Anh em nhà tôi nó chơi đùa với nhau vậy đó mọi người. 5 minutes later. Không nhiệt nha mọi người. Nhưng mà không cần sức nha. Cái là 8 nặng người nửa cân không? Mọi người. Người nửa cân. Người cả ký là tại. Mọi người nghe nó thở không? Nó thở cả học nào. A few moments later. Đây những chiến binh đang còn hiếm mệt. Cái túi tôi mua, tôi trả giá từ 30 ngàn còn 25 ngàn một túi. Và sau khi tôi xuất hồ bơi được 5 giây, tôi phát hiện có hiện tượng lạ trong cái túi tôi. Và xin mời quý vị nhìn kỹ vào đây. Đây là vết rách của cái túi tôi. Quý vị có thấy không ạ? Tôi lấy nhét, tôi lấy nhét. Rồi rồi, lấy nhét, lấy nhét. Cái túi gì vậy? Mình nhét 25 ngàn chút mà lại là chút. Ai kìa là đồ con chú. Nó đói bụng, lấy hộp xôi cơm trưa ra nó ăn rồi mọi người. Đây, cơm trưa đây, mọi người ốm tâm ốm teo. Tí nữa cho nhịn đói. Tí nữa là trưa là con nhịn đói nha. Five minutes later. Chiến binh đầu tiên đã gục ngã. Ủa trời ơi. Đây là chiến binh mới nhập cuộc. Ơi, đại hồng thủy tới, đại hồng thủy tới. Đại hồng thủy kia. Hi, chào mọi người anh em. Thì hiện tại thì anh em chúng mình đã chơi tới 11 giờ trưa rồi. Bây giờ anh em đã đói thì ăn trưa nha, ăn xôi nha. Đây. Đâu Quân review sản phẩm xôi bạn Quân mua coi. Đây là thưa mọi người, đây chính là xôi chiên hạnh. Thì hồi sáng này chúng tôi đây có số điện thoại các bạn có thể liên lạc. Hồi sáng này chúng tôi ra mua, chúng tôi quên hết cái nồi xôi của bà luôn và đã giúp bà về sớm một bữa. Rồi chúng tôi quá tốt lành. Trời ơi. Hôm nay là đại phát rồi, đại phát cho cái tiệm xôi chị Hạnh rồi. Đây đây cho mọi người coi nha. Trời ơi, hộp xôi. Lấy cái muỗng ra. Ủa quá ngon mọi người ơi. Rồi anh em chào Huy Hướng với anh Trúc nãy nhà này nha. Bấm lên chốt với bốc đi nha. Nhà mà có nóng quá thì đừng có quạo nha. Đó đó. Dẫn cho cố vô. Five hours later. Chào mọi người nha, bây giờ là cuối ngày rồi đây. Đây là tình cảnh anh em chúng tôi. Quá đông vậy luôn mọi người.